Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái việc thờ cúng là một cái điều hết sức quan trọng. Nó thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện cái đạo lý là hiếu kính với tổ tiên, với các bậc thần linh, đúng không ạ? Và hiện tại ở dân tộc Việt Nam thì hầu hết nhà ai cũng đều có một ban thờ để thờ cúng thần linh, thờ cúng tổ tiên đó. Và trong video ngày hôm nay thì có một bạn có hỏi tôi. Bạn hỏi là, bạn tên là Nông Sản Phú Giang à. Bạn hỏi là: xin chào thầy ạ, em xem video hướng dẫn rất tỉ mỉ. Em muốn hỏi thầy một chút là nếu ta thờ cả ngai thờ, lư hương và đỉnh đồng thì đặt như thế nào cho đúng? Mong thầy hướng dẫn giúp em ạ. Cảm ơn thầy nhiều. Thưa quý vị, thì trên bàn thờ thì khi mà sắp xếp, chúng ta muốn sắp xếp ngai, đỉnh hay là lư hương hay là những các vật dụng khác như là chân nến hay là hạc, thì chúng ta đầu tiên cũng cần phải biết một cái gọi là nguyên tắc sắp xếp bàn thờ, đúng không ạ? Nguyên tắc sắp xếp bàn thờ. Thì vậy thì bàn thờ sắp xếp cho thế nào cho đúng, đúng không ạ? Thì chúng ta biết ý, cái nguyên tắc sắp xếp bàn thờ thì đầu tiên là nếu nhà bạn mà thờ ngai thờ ý, thì chắc chắn là bàn thờ là thường là bàn thờ tam cấp, hoặc là trên đó sẽ có một cái gian thờ riêng thì người ta mới thờ ngai thờ đó. Và cái ngai thờ là một cái vật dụng bao giờ cũng được đặt cao nhất, đúng không ạ? Cao nhất nhá, được đặt cao nhất chính giữa trung tâm đó, là đó là cái vị trí của ngai thờ. Và về cái việc sắp xếp, nguyên tắc sắp xếp bàn thờ thì các cụ người ta vẫn có câu, đúng không ạ? Tiền lư hậu đỉnh trung bài vị, tức là gì? Phía trước là lư hương, đúng không ạ? Phía sau là đỉnh đồng, và ở giữa thì nó là, đó là bài vị. Vậy thì để sắp xếp thế nào cho đúng, để ngai thế nào, vị trí nào, đỉnh đồng ở vị trí nào và lư hương ở vị trí nào để không bị phạm vào lỗi phong thủy khiến cho gia chủ bị tán gia bại sản, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, như quý vị đã biết ý, ngai thờ hay còn gọi là ỷ thờ, nó có hình dáng như một chiếc ghế. Ngai thờ thì tượng trưng cho chiếc ghế cao nhất để tổ tiên, để ông bà có thể quan sát, chứng giám và phù hộ cho toàn bộ con cháu trong gia đình. Cùng với quan niệm là trần sao âm vậy, thì người Việt qua bao đời vẫn duy trì cái tục lệ là thờ cúng tổ tiên. Và cái ngai thờ được coi là cái vật linh thiêng, con cháu thể hiện sự cái lòng tôn kính đối với những người đã khuất. Nó mang cái ý nghĩa sâu sắc trong cái việc thờ cúng của người Việt. Ngai thờ là cái vật linh thiêng, chứng giám cho cái lòng thành của con cháu đối với tổ tiên. Bên cạnh đó thì cái ngai thờ hay ỷ thờ nó tượng trưng cho sự gì? Cho sự có mặt, sự hiện diện của những người đã khuất trong gia đình. Chiếc ghế cao nhất đó dành riêng cho tổ tiên trong nhà. Cái vật chứng giám cho cái lời thỉnh cầu của con cháu đối với dòng họ, đối với tổ tiên nhà mình, được để được tổ tiên phù hộ độ trì cho. Đấy. Tại một số cái ngôi đình làng cổ ở những cái chỗ như là Từ Sơn, Bắc Ninh hay là ở những cái nơi như là Nam Định thì cũng có một số sách viết rằng ngai thờ là cái nơi về ngự của tổ tiên, của thần linh. Hiểu một cách đơn giản, khi mà có người mất ý, thì cần một cái nơi vững chắc để ngự lại, để theo dõi con cháu, từ đó sẽ phù hộ độ trì cho con cháu gặp nhiều may mắn, gặp nhiều tài lộc và sức khỏe. Khi gia đình mà gặp cái vấn đề khó khăn, khi đứng trước bàn thờ gia tiên thì cầu khấn tổ tiên phù hộ để vượt qua được những khó khăn đó. Thì ngoài ra, trong gia đình có cái chuyện vui, chuyện buồn, đám cưới, đám hiếu, đám hỉ của các thành viên thì đứng trước bàn thờ gia tiên để báo cáo, nạp thiên thành viên mới, cũng như là chia sẻ những niềm vui, cầu mong sau này được tổ tiên soi sáng, giúp đỡ mọi người, những thành viên mới được hòa nhập và ghi nhận người đó là ở trong họ nhà mình. Đó, đó là cái ngai thờ, đúng không ạ? Vậy thì cái vị trí của ngai thờ như tôi đã chia sẻ đầu tiên ấy, thì cái ngai thờ là cái vật linh thiêng, chứng giám cho lòng thành kính của bao thế hệ của dòng tộc nhà mình, đúng không ạ? Do vậy, cái vị trí ngai thờ phải đặt ở cái vị trí cao nhất, trang trọng nhất và mang ý nghĩa phong thủy. Đặt ngai thờ đúng ở cái vị trí thờ tổ tiên để dễ dàng quan sát, soi sáng cho con cháu, phù hộ độ trì cho con cháu luôn được gặp may mắn và đón tài lộc cũng như là vượng khí cho cả gia đình. Và để cho công việc được thuận buồm xuôi gió, đó, tài lộc kéo đến ầm ầm, thì gia chủ cần phải lưu ý khi mà đặt ngai thờ, đúng không ạ? Thì trên bàn thờ gia tiên, ngai thờ được đặt ở giữa, ở chính giữa, ở cái vị trí cao nhất và trên cùng của bàn thờ. Đấy. Bên trong của ngai thờ sẽ được đặt cái gì? Thần phủ, cũng như là bài vị tượng trưng, và tượng trưng cho cái sự có mặt xuất hiện của người đã khuất, của các vị tổ tiên trong gia tộc nhà mình. Đấy, đó là cái ngai thờ.
Vậy nên cái ngai thờ quý vị nhớ nhé, đặt ở vị trí cao nhất. Nếu mà là cái bàn thờ tam cấp thì nó đặt ở cái vị trí cao nhất, đúng không ạ? Ở trong cái bàn thờ bình thường mà nhà nào mà có gian thờ ấy, thì quý vị có thể đặt ở gì, ở trên cái gian thờ, cái buồng thờ đấy. Đó, đó là cái vị trí đặt của cái gì, của cái ngai thờ nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái đỉnh đồng, đúng không ạ? Đỉnh đồng hay còn gọi là gì, lư hương đồng, là cái vật tế khí, linh khí trên bàn thờ và được làm bằng chất liệu đồng hay là bằng gốm bằng sứ. Thế trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về đỉnh đồng. Công dụng của đỉnh đồng là dùng để đốt nhang hoặc là đốt trầm hương. Đỉnh đồng thường được đặt trên bàn thờ gia tiên, đặt tại đỉnh đền miếu phủ chùa chiền là nghĩa trang, đúng không ạ? Thì thời xưa chỉ có nhà vua chúa, quan phủ hoặc các gia đình phú hộ hoặc là thương nhân giàu có thì mới đủ điều kiện để sắm cái bộ đỉnh đồng này. Bởi đối với họ ấy, thì ý nghĩa của đỉnh đồng có vai trò vô cùng quan trọng, to lớn đối với đời sống tâm linh. Nó là cái vật thể hiện cho gia đình có của ăn của để ở trong nhà. Việc bố trí bàn thờ gia tiên không chỉ đúng nguyên tắc trong phong thủy mà còn cần phải tiện lợi cho cái việc thờ cúng của gia chủ. Vì vậy, cái việc bố trí cái bàn thờ đặt đỉnh đồng trước hay sau bát hương để phù hợp nhất thì cũng cần phải xét về cái bố cục của bàn thờ, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của cái đỉnh trong cái việc thờ cúng. Thưa quý vị, trong cái thời đại này thì chúng ta cũng không còn khó để bắt gặp được cái hình ảnh những chiếc đỉnh đồng được thờ trang nghiêm trên bàn thờ trong nhà chúng ta, đúng không ạ? Hoặc là trong đình, đền, miếu, phủ, chùa chiền, hay là trong những cái nhà thờ tổ, đúng không ạ? Nhà thờ họ. Đấy. Đỉnh đồng hay còn được gọi là lư đồng là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong cái bộ tam sự hay là bộ ngũ sự, đúng không ạ? Đầu tiên khi nhìn vào đỉnh đồng thì các bạn sẽ thấy biểu tượng con nghê ở ngay trên đỉnh đồng, trên nắp đỉnh đồng ấy. Thì là lấy cái biểu tượng của loài chó trung thành, giữ nhà cho chủ nhân. Biểu tượng này mang cái ý nghĩa là xua đuổi tà ma, bảo vệ cửa nhà cho gia chủ. Bên cạnh đó, trên mặt đỉnh đồng cũng được chạm khắc những cái họa tiết tinh xảo như phượng, rồng bay, song long trồng nguyệt vân vân, với cái ý nghĩa là đem đến tài lộc, phúc đức cho gia chủ. Hơn thế nữa, cái phần chân của đỉnh đồng được cấu tạo ba chân vững chắc là cái biểu tượng của sự bình yên, chấn hưng gia đạo và chấn hưng cái không gian thờ cúng. Thì xưa kia, đỉnh đồng được đặt trong các phủ thờ của vua chúa, của quan chức hay của những người giàu sang, thể hiện cái sự sang trọng của nhà có của ăn của để. Ngày nay thì người ta sử dụng đỉnh đồng để thờ trên bàn thờ, để đốt trầm hương, là cái cách để con cháu thể hiện cái lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Trầm hương thì không chỉ có mùi dịu nhẹ mà còn có thể hiện cái sự thanh khiết và cao quý. Trong phong thủy, trầm hương có khả năng hóa giải những xung khí và tăng cường cái vượng khí cho gia chủ. Để biết được cái ý nghĩa của đỉnh đồng ấy, thì chúng ta cũng cần phải xét về cấu tạo, cấu thành của cái đỉnh đồng. Thì nó bao gồm gì? 5 bộ phận sau. Một là nắp đỉnh. Thì nắp đỉnh đồng thì có hình dáng như một chiếc bát úp, đúng không? Chiếc bát úp ngược, có đục một vài cái lỗ nhỏ để gì? Để khi đốt hương thì cái khói nó xông lên, nó tỏa ra xung quanh. Phần trên của đỉnh đồng thì được các nghệ nhân có tạo hình một con nghê. Đấy, con nghê ở trên nắp đỉnh để chúng ta cầm cho dễ. Hơn nữa, nó lại là một cái vật phẩm, là một cái linh vật phong thủy có thể trấn yểm tà ma và xua đuổi những khí xấu. Thứ hai là thân của đỉnh đồng. Thân thì có hình bầu dục hoặc là hình vuông, nó phình to ra, đúng không ạ? Trên thân có chạm khắc nổi hình song long trầu nguyệt vân vân, hoặc là hình ám hoa xoài vân vân. Đó. Thứ ba là chân đỉnh. Một đỉnh sẽ gồm có ba chân được đúc nguyên khối với thân. Đấy. Với cái kích thước chân là khá lớn để có thể tạo độ vững chắc cho cả chiếc đỉnh đó. Một chân đỉnh thì có thể khắc hoa văn hoặc là chạm đầu rồng, vô cùng là độc đáo. Thứ tư là đế của đỉnh, đúng không ạ? Thì đế của đỉnh hình tròn, có độ rộng vừa đủ với cái phần thân của đỉnh. Đấy. Trên cái đế thì được các nghệ nhân nó khắc hình cái họa tiết như là ở trên phần thân của đỉnh để tạo sự liên kết với nhau. Ví dụ như là trên thân đỉnh thì là song long trầu nguyệt, thì đế cũng có hình dạng là gì? Hình con rồng, tương tự như vậy. Thứ năm đó là tai mây được đúc liền với bên thân để tạo thành một chiếc đỉnh hài hòa và cân xứng. Đó. Cái tai ở bên để chúng ta có thể nhấc ra được dễ dàng hơn. Đó là những cái bộ phận cấu thành nên cái đỉnh đồng. Vậy thì ý nghĩa của đỉnh đồng trong việc thờ cúng là gì, đúng không ạ? Quý vị thân mến, đỉnh đồng không chỉ là cái vật phẩm dùng để trang trí, để thờ cúng, mà đỉnh còn có một cái ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong cái đời sống tâm linh của con người Việt Nam. Ý nghĩa ấy được thể hiện cụ thể như sau. Công dụng chính của đỉnh ấy là để đốt trầm, để đốt nhang ở trong những dịp lễ, Tết và những ngày rằm mùng 1, những ngày quan trọng, hoặc là những khi mà gia chủ muốn xông nhà, muốn xua đuổi những cái tà khí, tạp khí, những uế khí ra khỏi nhà mình. Mà theo quan niệm xưa ấy, thì hương thơm chính là cái cách để con cháu
thể hiện cái lòng thành kính, thể hiện cái sự biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Ý nghĩa của cái đình đồng còn được thể hiện là cầu mong con cháu về những cái điều may mắn, được thăng tiến trong cái sự nghiệp và bình an trong cuộc sống. Đốt trầm trong ngày lễ sẽ mang lại cái sự ấm cúng linh thiêng cho cái không gian thờ cúng của gia chủ. Bên cạnh đó thì đình đồng cũng mang cái phần khí dương tượng trưng cho cái hình ảnh của mặt trời. Chính vì vậy mà nó rất phù hợp để thờ cúng gia tiên, thờ cúng các vị thần linh và các bậc thánh thần, đúng không? Trong ban thờ gia tiên, trong ban thờ của các nhà thờ họ, cũng như là trong đình đền, miếu, mạo, chùa chiền, v.v. Bên cạnh đó thì ở mỗi chiếc đình đồng thì đều không thể thiếu được hình ảnh con nghê được đúc liền tại cái phần nắp của đình ấy. Nghê là con vật hoàn toàn không có thật, nó chỉ xuất hiện trong cái truyền thuyết. Và nghê được tạo hình dựa trên hai con vật đấy. Thứ nhất là gì? Con chó dữ, thứ hai là con vật sư tử đó. Nó vừa là biểu tượng của loài vật canh giữ nhà cho gia chủ, lại vừa là chúa tể của sơn lâm, nhằm mục đích là xua đuổi tà khí và bảo vệ các gia đình của chủ nhân. Phần họa tiết nổi bật nhất ở trên đình đồng không thể thiếu mà không nhắc đến đó là phần thân đó. Bộ phận này là nơi mang nhiều ý nghĩa của đình đồng nhất. Thì tại đây các nghệ nhân thường chạm nổi cái hình ảnh lưỡng long trồng nguyệt hoặc là ám hoa xoài đó, biểu tượng cho cái sự cao quý, quyền lực. Ở phía trên thì thường có khắc chữ Hán tự, đúng không ạ? Là phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Với ý nghĩa là gì? Đức, tài, lộc, sức khỏe và bình an cho cả gia đình. Đặc biệt đỉnh đồng thường được kết hợp với hai hạc và hai chiếc nến thì gọi là ngũ sự. Hay là đỉnh với hai hạc hoặc là gì? Hai chiếc nến với đỉnh thì gọi là bộ tam sự. Cái bộ đồng thờ cúng này nó kết hợp với nhau, nó không chỉ mang cái ý nghĩa tạo nên phong thủy độc đáo mà còn giúp cho cái không gian thờ cúng nó trở nên lung linh và huyền ảo, cũng như là được linh thiêng hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Chúng ta đặt cái đỉnh đồng ở trước bát hương hay là ở sau bát hương? Trên thực tế, lâu nay thì vẫn có hai cái quan điểm thờ cúng khác nhau, đó là đặt đỉnh đồng ở trước bát hương và đặt đỉnh đồng ở sau bát hương. Một số nhà thì thường đặt đỉnh đồng ở phía trước bát hương để làm nổi bật và tôn vinh cái vẻ đẹp của một cái bộ đỉnh đồng và mang cái tính thẩm mỹ cao, nhưng lại gì? Nó sẽ gây khó khăn cho cái việc thắp hương, đúng không? Đỉnh ở trước mà bát hương phía sau. Cái bát hương thì người ta đang muốn cho ra ngoài, đúng không? Mà mình để cái đỉnh ở phía trước. Đấy, thì khi thắp hương nó sẽ rất là khó, đúng không ạ? Gia chủ thường phải kê ghế cao thì mới có thể đứng lên để thắp hương trên bàn thờ được. Và nó sẽ gây ra nhiều cái sự bất tiện cho con cháu khi mà muốn thắp hương đến ông bà tổ tiên trong các dịp lễ Tết, hoặc là khi muốn bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, khi muốn cầu xin cái điều gì đó. Không những vậy, nếu mà để đỉnh quá to, cái bát hương bé thì nó sẽ gì? Che lấp mất cái bát hương. Nó ảnh hưởng đến không tốt đến cái phong thủy của bàn thờ và làm mất cân xứng giữa các vật phẩm trên bàn thờ. Tuy nhiên, nếu mà quý vị mà thích đặt cái đỉnh ở trước bát hương ấy, thì quý vị vẫn có thể đôn thêm cái bộ đế nữa để cho nó cao hơn, cái bát hương nó cao hơn đỉnh. Khi đó thì vẫn có thể để tạm được. Như vậy, việc đặt đỉnh đồng ở trước lư hương là điều không nên, vì là chúng ta rất là khó có thể thắp hương được. Đó. Và hơn nữa, nó gây ra nhiều cái sự bất tiện trên bàn thờ và nó cũng không được trang trọng trang nghiêm. Tốt nhất thì vẫn theo cái quy luật sắp xếp bàn thờ, đúng không ạ? Chúng ta nên nhớ khẩu quyết là gì? Tiền lư, hậu đỉnh, trung bài vị. Đó. Tức là phía trước là lư hương, phía sau là đỉnh đồng và ở giữa là chúng ta sắp xếp bài vị. Đó. Bài vị thì chúng ta cũng không nên để ở phía sau của đỉnh đồng. Không ai làm thế cả, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Các bạn nhớ là gì? Tiền lư, hậu đỉnh, trung bài vị. Vì thế, cái lư đồng, cái đỉnh đồng thường là được để sau bát hương. Đấy, để sau bát hương và tôn cao lên. Thì khi đó, cặp hạc để hai bên nó sẽ vừa trang trọng hơn, vừa trang trọng hơn, vừa linh thiêng hơn. Lại gì? Cái việc thờ cúng, về cắm nhang các thứ và sinh hoạt, lau dọn bàn thờ trên bát hương nó cũng dễ dàng hơn. Vậy nên trên bàn thờ thì các bạn hãy để gì? Để cái đỉnh đồng ở đường sau bát hương nhé. Sau bát hương và trước cái gì? Trước cái ngai, cái ỷ thờ đấy. Cái ngai thờ hay cái ỷ thờ nhé. Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều gia đình bài trí cái bàn thờ gia tiên với đầy đủ các bộ đồ thờ cúng như bộ bằng đồng, ngũ sự, cuốn thư, câu đối, cũng như đặt đỉnh đồng đằng sau bát hương để gì? Để làm nổi bật tất cả cái vật phẩm được thờ cúng trên bàn thờ. Về mặt thẩm mỹ thì đỉnh đồng đặt sau bát hương sẽ dễ nhìn nhất. Thông thường bát hương có diện tích nhỏ hơn cái đỉnh đồng, nên là khi đặt như vậy sẽ bao quát được toàn bộ các vật phẩm ở trên bàn thờ, đúng không ạ? Nhất là với bàn thờ mà trưng bày vào nhiều đồ vật thờ cúng, khi mà trưng bày lên bàn thờ gia tiên ấy, thì chúng ta để đỉnh đồng đằng sau bát hương là hợp nhất, đúng không ạ? Và chúng ta cũng khi mà sắp xếp bàn thờ cũng cần phải tuân theo nguyên tắc là gì? Trong cao ngoài thấp, trong tối ngoài sáng, đó. Thì khi đó chúng ta nhìn đến bàn thờ, nhìn nó sẽ được đẹp hơn và trang trọng
trang nghiêm hơn. Xét về cái ý nghĩa tâm linh ấy, thì sự cân đối giữa các vật dụng thờ cúng sẽ tạo ra cái sự hài hòa, cân xứng, giúp mang lại tài lộc, phúc đức cho gia đình và ảnh hưởng đến phong thủy, vận mệnh của người trụ cột trong gia đình. Gia chủ nên đặt đỉnh đồng ở chính giữa ban thờ, đằng sau bát hương. Bên cạnh đó thì hai bên có thể đặt đôi hạc song song với nhau, đúng không? Phía trước bát hương và một số đồ thờ cúng khác như là kỷ thờ, đúng không? Mâm bồng, đúng không? Và vân vân, cũng như là cái lọ hoa ống hương vân vân. Đó. Bát hương được đặt chính giữa phía trước đỉnh đồng sẽ thuận tiện cho cái việc là chúng ta chăm lo cho cái bát hương. Như thế sẽ thể hiện được cái sự quan tâm, chú ý của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Trong tâm linh thì bát hương sạch sẽ thì các tạp nhang cuốn đẹp, đầy đủ thì gia đình sẽ êm ấm, thu hút được nhiều cái tài lộc và may mắn. Ngay cả với gia đình thờ 3 bát hương hay là 2 bát hương thì cũng cần phải tuân theo cái nguyên tắc là bát hương trước, đúng không ạ? Bát hương trước thì thấp hơn bát hương phía sau, và bát hương ở giữa thì cũng phải gì cao hơn bát hương ở hai bên. Bên cạnh đó, khi mà đặt đỉnh đồng ấy, thì quý vị gia chủ cũng nên tránh dùng cái bát hương quá to, vì nó sẽ che mất cái bộ đỉnh, che mất cái bộ tam sự, ngũ sự. Mà quý vị nên chọn cái bát hương nhỏ vừa phải, đấy, nhỏ hơn đỉnh đồng để làm nổi bật cái đỉnh đồng và nổi bật cái không gian thờ cúng của cái bàn thờ gia tiên. Đó, đó là cái bát hương, đúng không ạ? Thì tốt nhất gia chủ nên chọn cái bát hương có kích thước cao bằng 2/5 cái đỉnh đồng. Đó. So với đỉnh đồng thì là đẹp nhất. Khi đặt vào thì chúng ta sẽ vẫn tạo được cái thế là gì? Trong cao ngoài thấp, trong tối ngoài sáng. Và nhìn cái được cái đỉnh đồng nó được trang trọng và được uy nghiêm hơn. Đó, đó là nguyên tắc sắp xếp. Như vậy là tôi đã vừa trả lời câu hỏi của bạn về cái cách đặt đỉnh đồng và lư hương như thế nào và cái ỷ thờ như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp ý kiến của quý vị thì quý vị có thể comment xuống bên dưới, tôi sẽ trả lời cùng quý vị và các bạn. Hoặc là quý vị có thể gửi về email là daositutthong.official@gmail.com. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, bàn thờ gia tiên là nơi vô cùng linh thiêng, được rất nhiều gia đình chăm chút một cách kỹ lưỡng. Chính vì vậy, ngoài cái việc lau dọn bàn thờ sạch sẽ vào cái ngày rằm, ngày mùng 1 và những ngày đầu tháng, sắp xếp hoa trái cho thật đẹp để cho ông bà tổ tiên được chứng giám, chúng ta cũng không nên tùy tiện đặt mọi thứ lên trên bàn thờ. Có một số vật đặt lên bàn thờ sẽ mang phong thủy xấu. Nếu không muốn gia đình kém may mắn, thậm chí gặp hạn trong năm mới hoặc là tháng mới, thì các gia chủ hãy loại bỏ ngay chúng ra khỏi bàn thờ gia tiên ngay lập tức, nhất là sau khi cúng rằm mùng 1 hoặc ngày đầu tháng. Đó là những cái vật dụng gì mà lại nguy hiểm đến vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, tiền giấy, tiền vàng. Thưa quý vị, giấy tiền và vàng mã là những thứ mà không được đặt lên trên bàn thờ. Có nhiều gia chủ giữ cái thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ với cái mong muốn là được người trên chứng giám, chứng và ban cho cái tài lộc cho mình. Thế nhưng, theo quan niệm tâm linh, thì việc để tiền vàng lên bàn thờ chẳng những không thúc đẩy được cái vượng vận, mà còn khiến cho cái việc làm ăn của gia chủ bị trì trệ, nhiều khó khăn ngáng trở, khó lòng mà thành công được như ý. Tiền bạc đâu chẳng thấy, mà ngược lại, lại còn mất tiền và tốn của, túng thiếu trăm bề. Tốt hơn là để tiền bạc trong nhà được nhiều hơn. Vậy nên, quý vị không nên trưng tiền giấy vàng mã lên trên bàn thờ lâu ngày và nên hóa ngay sau cái lễ cúng mà được xong xuôi. Đặc biệt là vào ngày 23 tháng Chạp, người ta có đem hết tiền giấy vàng mã của năm cũ để hóa hết, giúp cho tài lộc được như ý. Thứ hai là xử lý lộc lá xin về. Thưa quý vị, những cành vàng lá ngọc được ban ở các chùa, chiền, miếu, phủ, đình đền cũng như là các điện thờ, theo nhiều người quan niệm không nên đặt lên trên bàn thờ, bởi có rất nhiều cái vấn đề nó xung quanh, như là cành vàng lá ngọc có được bày bán ở những chỗ sạch sẽ, cất giữ ở những nơi không bị ô uế hay là không. Quan trọng hơn là những cành vàng lá ngọc đó thì bị nhiễm cái năng lượng xấu và nhiễm bụi bẩn, hay là có những cái thứ mà không lành nữa hay là không. Các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy cho rằng khá nhiều người dân khi đi lễ đã xin lộc để cắm vào ở nhà mình. Cái việc xin lộc cành vàng lá ngọc mang về đặt lên bàn thờ gia tiên là cái điều không nên làm, hoặc có làm thì cũng cần được các nhà tâm linh tư vấn và xem xét một cách kỹ lưỡng. Nhưng tốt hơn là mọi người không nên mang về, vì có thể ở những cái nơi đó chứa nhiều cái năng lượng xấu và nhiều cái thứ bám vào đó. Nếu tới chùa chiền, những cái di tích mua những cái cành vàng lá ngọc đó dâng lên thì sẽ công đức
Nhưng sau khi mà cúng xong ấy thì các bạn cũng nên hóa đi, không nên mang về nhà. Đi lễ đầu năm hay là đi lễ đầu xuân hay là đi lễ ngày rằm mùng 1 thì người dân hay mua những cái cành vàng lá ngọc để cầu cái phú quý và cầu may mắn, chứ không phải cái vật phẩm để thờ cúng. Nếu muốn bày lên trên ban thờ cho đẹp thì cũng nên mua mới, nhưng tới ngày rằm tháng giêng hoặc ngày 23 tháng chạp thì cũng nên hóa đi. Ban thờ là cái nơi linh thiêng của cả gia đình, cái đồ thờ cần phải sạch sẽ, thanh khiết. Đặc biệt đồ thờ trên bàn thờ gia tiên phải là đồ thật thanh tịnh. Vì thế không nên đặt lộc lá giữa những cành vàng lá ngọc đã cúng mà mang về rồi lại cắm xuôi cắm ngược lên cái ban thờ gia tiên, vừa làm ban thờ rườm rà lại vừa không thông thoáng, lãng phí, và đó là cái hình thức mê tín dị đoan. Thứ ba, không tùy tiện cắm chân hương vòng vào bát hương. Thưa quý vị, một số gia đình hay cắm cái trụ sắt vào cái bát hương vòng để thắp hương vòng. Cái việc làm này theo các nhà tâm linh ấy là tuyệt đối không nên, bởi bát hương cần được tĩnh và nghiêm cấm không được tùy tiện cắm bất cứ cái thứ gì vào trong đó, đặc biệt là những đồ bằng kim loại, vì có thể làm động bát hương và gây ra sự xui xẻo cho gia chủ. Nếu muốn cắm trụ sắt mà không động bát hương ấy, thì các bạn có thể sử dụng một cái đĩa đốt hương vòng ở bên ngoài ban thờ. Hoặc là trong ngày 23 tháng chạp thì một số thầy cũng khuyên quý vị là cái thời điểm để bao sái bát hương tốt nhất. Tỉa chân hương, sau đó bao sái xong thì các bạn có thể cắm cái chân hương vòng vững chãi vào chính giữa bát hương. Trong xã hội ngày nay thì có rất nhiều đĩa hay là khay thắp hương vòng trông rất đẹp và lại thì còn tiện lợi, không nhất thiết phải cắm cái trụ sắt vào bát hương nữa, vừa tránh động bát hương lại vừa sạch sẽ và sẽ rất dễ dàng lau chùi. Ngày lễ ngày Tết chỉ cần đặt cái hương vào cái đĩa hương vòng, vào cái khay hương vòng và thắp hương ở trong đó, đúng không? Như thế vừa tránh được động bát hương lại vừa thắp được hương vòng, việc làm này cũng sẽ sạch sẽ và vô cùng nhanh chóng. Các nhà tâm linh học cho rằng một bàn thờ tốt nhất là nếu đủ cả ngũ hành, đúng không? Tức là kim là đủ kim loại, mộc là hương, thủy là nước, hỏa là đèn là nến, thổ là bát hương, cho, vân vân. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng bàn thờ có đủ ngũ hành là tốt, nhưng mà các đồ kim loại như là đỉnh đồng, lư hương bằng đồng hay là hạc đồng, chân nến vân vân thì không nên đặt nhiều. Vì cái việc đặt nhiều đồ kim loại, đồ đồng lớn và nặng trên bàn thờ thì sẽ không tốt. Khói hương có thể làm khuếch tán cái phụ liệu trong cái đồ đồng, ảnh hưởng tới cái sức khỏe của gia chủ. Thứ tư là đồ cúng là đồ ăn, là thực phẩm. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng chủ yếu là ở tấm lòng thành của gia chủ, cho nên dù các bạn có cúng đồ ngọt, đồ mặn hay là đồ chay thì cũng cần phải hết sức lưu ý. Đồ cúng nào mà là thực phẩm thì sau khi hương tàn, gia chủ cần hạ lễ, vừa để con cháu được thụ lộc các cụ, vừa để đảm bảo thực phẩm vẫn còn ăn được, không bị thiêu, không bị hỏng, hoặc không bị ruồi muỗi nó đậu vào sẽ khiến cho gì đồ ăn nó bị nhiễm vi khuẩn. Hơn nữa, xét về mặt phong thủy thì nếu mà để thực phẩm bị hỏng ấy, bị thiêu hay bị mốc trên ban thờ, ở trong bất kỳ cái ban thờ nào, nghi lễ nào thì cũng là bất kính với bề trên. Đây cũng chính là cái dấu hiệu mà tiêu tán tài lộc. Thứ năm, trên ban thờ không được để hoa khô héo. Thưa quý vị, cái việc để hoa khô héo không chỉ chứng tỏ cái sự thờ ơ, không quan tâm đến gia tiên của con cháu, đồng thời mà bạn cũng có thể bị chê cười. Hơn nữa, nếu mà bạn đặt hoa héo và hoa khô trên ban thờ thì sẽ khiến cho mọi người trong gia đình gặp nhiều cái xui xẻo, công việc thì không được thuận lợi. Thứ sáu, hoa giả, quả giả. Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học thì các loại hoa quả giả thì mang tính âm. Vì được làm từ những cái vật liệu có sẵn nên là chúng không mang phong thủy tốt đẹp cho gia đình. Thông thường, để trang trí cho không gian thờ cũng được đẹp và mong muốn mang lại nhiều cái năng lượng mới cho cái căn nhà thì cái việc sử dụng hoa tươi luôn được đề cao hơn. Hơn hết, cái ban thờ là cái nơi tâm linh, là cái nơi linh thiêng để thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, với tổ tiên. Chính vì vậy, nếu đặt những thứ giả lên ban thờ hay là hoa giả, quả giả thì sẽ khiến cho không gian thờ cúng nó không còn được thoáng và không còn được thanh tịnh nữa. Vì thế, bạn hãy bày những cái lọ hoa và trái cây thật lên trên ban thờ gia tiên vào ngày lễ Tết, Dỗ, Chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 để tạo cái không khí tươi mới và thoáng đãng cho cái ban thờ. Quý vị thân mến, ban thờ thường được đặt ở những nơi cao giáo, sạch sẽ, thanh tịnh, biểu tượng cho cái lòng thành kính của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Quý vị cũng không nên đặt ban thờ gia tiên ở dưới nền nhà, bởi đây là cái chốn đi lại bụi bẩn và dễ bám bụi. Lại đặt ở dưới chân của người đi qua đi lại,
Cũng chính vì cái lẽ đó nên bên dưới của bàn thờ gia tiên sẽ có một cái khoảng trống. Nhiều gia đình đã tận dụng cái khoảng trống này để bỏ những cái đồ đạc vào trong đó. Xong cái đây lại là một trong cái điều kiêng kỵ khi mà đặt bàn thờ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra thì các chuyên gia phong thủy cũng khuyên rằng có 5 đồ vật nên đặt trên bàn thờ gia tiên sẽ mang lại cái linh khí tốt. Vậy đó là 5 cái đồ vật nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất là đèn dầu. Thưa quý vị, trong văn hóa của người Việt, đèn dầu là một vật vừa mang cái ý nghĩa tâm linh, lại vừa mang cái ý nghĩa phong thủy vô cùng to lớn. Vậy nên đèn dầu sẽ luôn được đặt ở cái vị trí ưu tiên trên bàn thờ của các gia đình, hoặc là trong chùa chiền đình đền miếu phủ để giữ lửa, đồng thời dùng đèn để lấy lửa thắp hương trong các dịp lễ Tết dỗ chạp, trong dịp dịp là rằm mùng 1. Về phương diện của đời sống tâm linh thì lửa mang cái ý nghĩa chính là cái cầu nối gắn kết giữa thế giới tâm linh với cái thế giới của con người. Vậy nên cái việc làm này được thể hiện rõ ràng nhất ở những cái nghi thức dâng hương, thắp hương hay là đốt hương của người Việt. Bởi vì người Việt tin rằng cái nén hương một khi mà đốt lên thì giống như một cái nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới âm dương với nhau. Theo phong thủy thì việc sử dụng một cái đèn dầu như là một cái pháp khí để bảo vệ, ngăn chặn những cái thế lực xấu xa xâm phạm vào căn nhà của bạn, giúp cho ông bà tổ tiên được thờ phụng mà không bị quấy rối hay là bị cản trở. Việc làm này cũng có tác dụng tương tự khi mà đặt đèn dầu ở dưới chân bàn. Tuy nhiên, đèn dầu được đặt ở dưới bàn thờ phải chưa được thắp lửa. Cái việc đặt đèn dầu ở dưới chân giống như là việc gia chủ muốn gắn kết, biết ơn và kính trọng với ông bà tổ tiên. Như vậy sẽ giúp cho gia chủ nhận được nhiều cái sự may mắn, tài lộc đang gõ cửa nhà các bạn. Thứ hai là la bàn phong thủy. Bởi vì để tiết kiệm không gian nên là rất nhiều gia đình đã đặt thêm những cái đồ vật ở dưới chân của bàn thờ gia tiên. Song cái thói quen này lại không hề tốt với cái vận trình tài lộc của gia chủ. Đầu tiên là về cái mặt thẩm mỹ. Cái việc để đồ dưới gầm bàn thờ gia tiên ấy trông rất lộn xộn, làm gì mất cái thẩm mỹ cũng như là trông mất mỹ quan, mất đi cái sự yên tĩnh, thanh tịnh của bàn thờ. Ngoài ra thì cũng tuyệt đối không nên để bể cá cảnh đem đặt ở phía dưới bàn thờ gia tiên. Việc làm này chỉ khiến cho cái tài lộc, tài sản, vật chất của các bạn đội nón ra đi ngày một nhanh hơn. Nếu gia chủ muốn đặt những đồ vật ở dưới gầm bàn thờ gia tiên thì chỉ nên đặt một chiếc la bàn phong thủy. Bởi vì chiếc la bàn phong thủy mang cái ý nghĩa giống như là cái kim chỉ nam, kích thích cái tài lộc và giúp cho gia chủ thêm phần mạnh mẽ hơn. Thứ ba là đặt tượng Phật Di Lặc. Nếu mà gia chủ muốn thu hút cái tài lộc vào nhà mình ấy, thì trên bàn thờ gia tiên đặt một bức tượng Di Lặc. Bởi vì cái việc thờ cúng Phật Di Lặc cũng đã trở thành một trong cái phong tục truyền thống hết sức là quen thuộc của cái tín đồ Phật giáo, mong cầu được sự bình an và hạnh phúc. Mỗi một pho tượng sẽ được mang một cái ý nghĩa khác nhau. Tượng Phật Di Lặc mang cái ý nghĩa là an vui, hạnh phúc, viên mãn, được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Khi bạn nhìn thấy tượng Phật Di Lặc sẽ được điêu khắc, miêu tả với cái hình ảnh mập mạp, mặc áo hở bụng, tròn trịa và phô ra cái rốn, đi trên đất, cười lên trông rất thoải mái và sảng khoái, cái cảm giác hạnh phúc và an lạc. Đây cũng là một cái vị Phật mang lại nhiều cái may mắn cho người sống lương thiện, tốt lành, thật thà, chăm chỉ và siêng năng. Thứ tư, đặt ba hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ gia tiên. Thưa quý vị, ba chén thờ hay còn được gọi là ba hũ dùng để đựng gạo, muối và nước. Cả ba chén này thì cũng cần phải được lựa chọn kỹ càng và sử dụng tách biệt hoàn toàn với những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nhằm đảm bảo cái sự thành kính và cái sự tôn trọng đến với ông bà tổ tiên. Ông bà xưa thường quan niệm ở thế giới bên kia cũng sẽ tồn tại một cái sự sống mới mà con người lúc sống không thể nhìn thấy được. Vậy nên mới đặt ba cái hũ trên bàn thờ gia tiên với cái mong muốn là ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia sẽ có một cuộc sống là no ấm, đủ đầy. Đồng thời có thể là phù hộ cho con cháu được bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Theo đó, cái hũ muối nó biểu tượng cho sự đầy đủ, ấm no, sung túc. Bởi theo người xưa, muối là một cái thứ quý giá, quý hiếm, chứ không giống như hiện tại. Ngày xưa thì chỉ có những gia đình giàu có, quyền cao chức trọng, những nhà quan to thì mới có muối được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó thì muối còn có ý nghĩa là sạch sẽ, ý chí mạnh mẽ, mong muốn có được một cuộc sống là sung túc và đủ đầy. Ý nghĩa của hũ gạo, gạo được gọi là cái hạt ngọc trời ban, là thực phẩm nuôi sống chúng ta hàng ngàn, hàng vạn năm nay, là cái vật phẩm chân quý, đáng được trân trọng.
Hũ gạo tượng trưng cho cái sự biết ơn đến các vị thần linh gia tiên, các vị thần Phật đã mang lại cho cái nghề trồng lúa nước để mưu sinh, đồng thời cũng mang cái ý nghĩa là dâng lên cho ông bà tổ tiên cái thứ lễ vật quý giá nhất không thể thiếu trong cái cuộc sống hàng ngày của con người. Tiếp theo là hũ nước. Nước mang cái ý nghĩa của sự thanh cao, sạch sẽ, của sự trong trẻo, thuần khiết. Nước chính là cái nguồn sống, là cái sự sống không thể thiếu trong cái cuộc sống của con người. Nếu như đặt hũ nước lên trên ban thờ gia tiên sẽ mang đến cái ý nghĩa là mong muốn có được cái cuộc sống bình yên, yên ấm, trong sạch và thanh cao giống như một cái dòng nước. Thứ năm là đặt bát hương trên ban thờ gia tiên. Thưa quý vị, bát hương được đặt trên ban thờ gia tiên khi cắm hương được xem là tinh tú tể tịu. Bát hương dâng truyền cái ý nguyện của con cháu đến các bậc thần linh gia tiên. Thông thường, bát hương sẽ được đặt ở cái vị trí trung tâm và vuông vức với cái ban thờ. Cái mặt lưỡng nghi, cái mặt nguyệt ấy, thì nó trầu hướng ra ngoài. Hình vẽ này mang cái ý nghĩa bảo vệ gia chủ được bình an, không bị tà ma nào nó tấn công xâm lấn. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà, do đó người ta thường quan tâm chăm chút. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đặt bàn thờ sao cho đúng phong thủy. Thưa quý vị, theo phong tục tập quán của người Việt Nam, thì phong thủy bàn thờ có ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của gia chủ. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất, bởi vậy, cái việc bài trí trên bàn thờ cần phải suy nghĩ, suy tính một cách cẩn thận. Nếu mà đặt vị trí bàn thờ không đúng, sẽ mạo phạm đến tổ tiên và dễ mắc bệnh tật, hoặc là gì? Gia đình dễ bị đổ vỡ, sức khỏe thì bị ảnh hưởng. Chính vì thế, khi đặt vị trí bàn thờ, quý vị cần phải lưu ý một số cái vấn đề sau để tránh tán gia bại sản cũng như là sức khỏe bị xuống dốc. Lưu ý thứ nhất là bàn thờ không được đặt đối diện với lò điện, với bếp điện hoặc là với nhà vệ sinh. Nếu bàn thờ gia tiên với nhà bếp mà đối diện với nhau thì sẽ hay xảy ra những cái tranh cãi và khiến cho những người trong gia đình hay bị nóng nảy, nóng tính. Nếu phía trên bàn thờ mà có xà ngang thì có thể sẽ khiến cho gia chủ dễ bị đau đầu, cuộc sống thì thường vất vả. Nếu đặt đối diện với cầu thang thì chủ nhân dễ bị gì động dao, động kéo, tai nạn, đổ máu. Nếu đặt ban thờ dưới gầm cầu thang thì người trong nhà khó có cơ hội để phát triển lên được. Bên cạnh đó, nếu mà đặt trên cái nền lồi lõm không bằng phẳng thì sẽ khiến cho gia chủ gặp khó khăn trong mọi việc. Thưa quý vị, nếu mà ở phía bên trên, phía dưới, bên trái, bên phải của bàn thờ ấy mà có cửa sổ thì chủ nhân dễ bị gì hao tốn về tiền của. Thứ hai là trên bàn thờ gia tiên không được đặt các vật linh tinh. Thưa quý vị, trên bàn thờ gia tiên kỵ nhất là đặt những đồ vật linh tinh. Chính vì thế mà bạn nên thận trọng trong cái việc cất giữ đồ sao cho nó phù hợp. Trên bàn thờ gia tiên không được đặt nhiều đồ vật kim loại. Quan niệm xưa nay của chúng ta thường thấy rằng trên bàn thờ tổ tiên ấy, thường cắm cái trụ và chính giữa bát hương, tượng trưng cho cái tinh tú để đốt hương vòng mà mọi người thường coi là cái điều phải làm. Tuy nhiên, nhiều nhà tâm linh học cho rằng bát hương thì cần tĩnh và nghiêm cấm, không được tùy tiện cấm bất kỳ một thứ gì vào trong đó. Bát hương bởi thế sẽ bị động và gây ra những chuyện xui xẻo và tai hại cho cả gia đình. Thứ tư là ban thờ gia tiên không nên treo trên không. Người xưa cho rằng bàn thờ là cái nơi cần được hội tụ cái linh khí. Khí trường bàn thờ sung mãn thì có thể khiến toàn gia được an lạc và hạnh phúc. Nếu bạn treo bàn thờ lơ lửng trên không và không có chỗ dựa ấy, hoặc là ở cái nơi đi lại thì dễ khiến cho gì trong nhà bất an, gia đạo thì bị suy sụp đồi và khó có thể phát lên được. Chính vì vậy mà mọi người thường là kiêng kỵ việc treo bàn thờ ở cái nơi không gian trong phòng khách. Thứ năm là bàn thờ không được ngược với hướng nhà. Quý vị thân mến, bàn thờ ngược với hướng nhà sẽ khiến cho những người trong nhà dễ bị bất hòa và gặp nhiều cái bất trắc, bệnh tật. Nếu đặt ở vị trí quay sang trái hoặc sang phải thì chủ nhân dễ có tâm sự phiền muộn. Nếu bàn thờ mà đối diện với nhà vệ sinh thì những người trong nhà dễ gặp những cái bệnh tật về đau đớn. Thứ sáu, không được dùng cát bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không được dùng cát để thay thế cho nếp ở trong cái bát hương, bởi cái việc này sẽ khiến cho gia chủ, gia đình gia chủ gặp nhiều chuyện lục đục, gặp nhiều cái điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro nếp sạch, đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ, được sàng lọc một cách kỹ càng để loại bỏ đi những cái tạp chất. Thưa quý vị, trên đây tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vật phẩm sau khi thắp hương ngày rằm ngày mùng 1 mà quý vị phải bỏ ngay, kẻo càng cúng càng mang tội. Từ đó sẽ giúp gia đình luôn được bình an, làm việc thì cứ được thuận buồm xuôi gió, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.